Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại hẻm 596 đường Ngô Quyền thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Và hướng dẫn các bạn chính là một căn nhà mới vừa hoàn thiện và đang được chủ đầu tư chào bán. Căn nhà tọa lạc tại hẻm 596 đường Ngô Quyền, một con hẻm cũng khá rộng rãi với độ rộng mặt hẻm là 4m. Và hẻm này thì xe ô tô có thể vào được nha các bạn. Và đây là vị trí của đoạn hẻm nằm ở phía trước căn nhà đó các bạn. Vị trí này thì các bạn có thể lùi xe ô tô được vào một khoảng trống ở phía trước nè. Và từ đó thì mình có thể đi ra được phía ngoài đường Ngô Quyền. Và bây giờ mình đang có mặt ở phía trước phần cổng rào của căn nhà. Căn nhà được rào chắn rất là kiên cố, có hệ thống cổng rào sắt kết hợp với tường bê tông cốt thép. Và ở phía trước cổng rào thì chủ đầu tư cũng cho xây dựng sẵn một cái bệ để các bạn có thể tiện dắt xe lên. Về diện tích thì nhà có chiều ngang là 4,5m, nở hậu 5m và chiều dài là khoảng 21m. Hướng nhà là hướng đông bắc. Bây giờ mình đang có mặt ở bên trong khu vực phần sân nhà. Như các bạn đã thấy là phần sân nhà được rào chắn rất là kiên cố nè, được lát gạch nền rất là sạch sẽ và rất là đẹp mắt luôn. Ở phía trên thì chủ đầu tư cũng cho lợp mái che với khung sắt lợp tôn để che nắng che mưa cho phần sân. Và phần sân này được thiết kế với tổng diện tích khoảng 17m². Và đây là phần mặt trước của căn nhà. Phần mặt trước thì cũng được chủ đầu tư cho lát gạch ceramic, nhìn nó rất là sạch sẽ và cũng khá là sang trọng. Phần cửa chính thì được hoàn thiện bằng chất liệu nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Và bây giờ mình đang có mặt ở bên trong phòng khách của căn nhà. Phòng khách được thiết kế với cái độ rộng cũng vừa phải, tức là các bạn có khoảng 15m² để mình làm một cái nơi tiếp đón người thân, bạn bè. Và phần cửa chính của căn nhà thì cũng được chủ đầu tư cho trang bị sẵn rèm cửa, nó rất là tiện lợi, các bạn không cần phải mua thêm. Và phần tường ở xung quanh nhà cũng được chủ đầu tư cho ốp gạch tường với độ cao khoảng 1m. Khu vực ở trên trần của căn phòng khách là trần thạch cao và cũng được cho lắp hệ thống đèn led chiếu sáng, đèn led trang trí cũng rất là đẹp mắt. Và nằm ở phía bên trái phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra phía sau nhà. Và hành lang này được thiết kế với độ rộng khoảng 1m2. Ở phía trên trần thì cũng được lắp đèn led chiếu sáng để các bạn tiện sử dụng vào ban đêm. Và nằm ở phía bên phải hành lang sẽ là căn phòng ngủ. Đây có thể được xem là căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà, nằm tiếp giáp với phòng khách. Căn phòng được thiết kế với chất liệu cửa nhôm, kính mờ. Và đây là không gian ở bên trong nè các bạn. Ở bên trong thì mình vẫn có một cái phần tường được ốp gạch với độ cao là 1m, cũng tương tự như là khu vực ở phía bên ngoài. Và căn phòng được thiết kế với tổng diện tích khoảng 11m². Ở phía trên cũng được lắp trần thạch cao cùng với hệ thống đèn led chiếu sáng, đèn led trang trí cũng rất là đẹp mắt. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ đầu tiên sẽ là căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng thứ hai này thì cũng với thiết kế là cửa nhôm, kính mờ. Và đây là không gian của bên trong nè các bạn. Ở bên trong thì cái độ rộng mình ước chừng nó cũng bằng với cái độ rộng của căn phòng đầu tiên. Đây là phần ở trên trần nè các bạn. Ở trên trần nó hơi thấp một tí, bởi vì lý do là ở phía trên đó các bạn sẽ có thêm một căn phòng ngủ nữa. Và mình sẽ dẫn các bạn lên tham quan căn phòng ngủ đó trong cái phần tiếp theo của clip này nha. Tiếp theo xin mời các bạn đi tham quan khu vực ở phía sau nhà. Và đây là vị trí ở phía cuối căn nhà nè các bạn. Phía cuối căn nhà nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ hai sẽ là một hệ thống cầu thang dẫn lên phía trên một cái gác lửng. Gác lửng này được bố trí giống như là một cái căn phòng ngủ. Và đây là không gian ở phía trên trần của khu vực phòng bếp. Và ngay tại vị trí phòng bếp thì chủ đầu tư cũng đã cho xây dựng sẵn hệ thống kệ bếp cùng với chậu rửa để cho các bạn có thể sử dụng ngay khi mình dọn nhà về. Và đồng thời khu vực này thì cũng được chừa sẵn một vài đường ống
để cho các bạn có thể sử dụng tùy theo mục đích. Bên cạnh đó thì ở phía cuối của căn nhà các bạn sẽ có thêm một cửa sổ để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ phía bên ngoài. Và khu vực phía sau nhà vẫn còn phần đất trống nha các bạn. Và nằm ở phía bên cạnh hệ thống kệ bếp thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh với chất liệu cửa nhôm, kính mờ. Đây là không gian bên trong. Bên trong thì cũng được ốp gạch tường với cái độ cao khoảng 2 mét. Và cũng được bố trí sẵn một cái labo rồi vòi sen. Để mình xem bên đây nó có gì không các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta chỉ có labo và vòi sen thôi. Tiếp theo, mình sẽ dẫn các bạn lên tham quan căn phòng ngủ thứ ba, cũng là căn phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Được bố trí ở trên một cái gác lửng các bạn. Đây là cầu thang dẫn lên gác lửng nè. Cầu thang với chất liệu là sắt mỹ nghệ và các bậc lên xuống là gỗ. Và tất nhiên, khu vực này thì được đúc mâm nha các bạn, chứ không phải là gác gỗ nha. Rất là kiên cố luôn. Đây mình sẽ có một cái cửa phòng, cũng là cửa nhôm, kính mờ. Và đây là không gian bên trong nè các bạn. Không gian bên trong thì cũng khá rộng rãi nha. Với cái tổng diện tích là khoảng 18 m². Và cũng được ốp gạch tường, cái độ cao khoảng 1 m. Tương tự như là cái khu vực ở phía dưới tầng trệt. Ở phía trên trần của căn phòng thì cũng được lắp lau phông rất là sạch sẽ và hệ thống đèn led chiếu sáng. Độ cao từ cái mặt phòng lên phía trên trần là khoảng 2,5 m. Bên cạnh đó thì trong phòng cũng có hệ thống cửa sổ để các bạn có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và cửa sổ thì cũng được trang bị sẵn rèm cửa, rất là tiện lợi. Rồi, như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng căn nhà mới hoàn thiện, tọa lạc tại hẻm 596 đường Ngô Quyền, thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có một cái thuận lợi giao thông là đường lớn nè, rồi gần chợ nè, cụ thể là chợ Tắc Ráng, và gần các trường học như là trường Chu Văn An, rồi một số trường trên địa bàn phường Vĩnh Lạc. Bên cạnh đó thì con hẻm chứ căn nhà với độ rộng khoảng 4 m cũng rất là thuận lợi, xe ô tô có thể vào được. Và ở gần vị trí căn nhà cũng sẽ có một cái khu vực trống để các bạn có thể lùi xe để mình đi ngược ra phía ngoài đường Ngô Quyền. Căn nhà với diện tích ngang 4,5 m, nở hậu 5 m và chiều dài khoảng 21 m, thổ cư 100%, hướng nhà là hướng đông bắc. Và căn nhà đang được chủ đầu tư chào bán với mức giá là 1.600.000.000 đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip, các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.